Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Diêu Trì Địa Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn Cảm Ứng Chứng Minh. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Cảm Ứng Chứng Minh. Hôm nay ngày 15 tháng 9 năm Nhâm Dần, lòng thành của gia đạo con ở tại Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, xin chân thành ấn tống trọn bộ kinh Điển Long Hoa Hội gửi cùng tất cả cô bác gần xa. Khi nghe qua quyển kinh Long Hoa Hội sẽ được bình an, vạn sự mọi điều phiền não cũng vui, và cầu mười phương chư Phật chứng lòng thành của gia đình con. Nay con tên Trương Văn Thắng, 55 tuổi, pháp danh Thành Lợi, và vợ con là Nguyễn Ngọc Bích, 42 tuổi. Con là Trương Tố Như, 19 tuổi, Trương Tố Nhi, 17 tuổi, Trương Tố Anh, 14 tuổi, Trương Thành Đạt, 9 tuổi, pháp danh Kim Thịnh, Trương Tố Trinh, 4 tuổi. Và con cầu xin ơn trên cha mẹ tổ thầy chứng minh và phù hộ độ cho gia đình con mọi ngày được an vui hạnh phúc, mọi ngày được bình an. Con cầu trên cha mẹ tổ thầy chứng minh lòng thành của con được mọi điều mỹ mãn thành công trong sự nghiệp. Nam mô A Di Đà Phật. Lòng vọng tưởng hoàng thiên hậu thổ, lễ vọng cầu giác ngộ tầm tu. Từ lâu con đã mê mồ Phật trời dạy dỗ giữa tu thoát nạn. Có nghe con lại con.
ngày nào mẫu tử mới ơi chung vui. Hai chữ đạo màu công ráng nguyện, sanh thành hồn thiện đăng lòng mà gửi. Diệu thiên quyền định lệnh thanh dân, trị giáo hoa thiên thánh đình thần. Kim thiết đài xóm trường bất tử, mẫu thành tỷ pháp cổ tòa thân. Tòa thân tỏ cổ hiện giờ sắp đến mùa thu
lục châu hoàng vũ đồng thị một giờ. Nghe rồi con chớ bơ thờ, mẹ lo mẹ sợ mẹ chờ. Nghe con đời này người tục hao mòn, Phật tiên mới phế lầu xóm Phạm. Khuyên con việc phải nên làm, điều tà dẹp lời đừng cám bên lòng. Thấy rồi nam nữ nên chừa, biết rằng ngỡ tạo lòng lừa thiên trắng. Trường thi con chọn mơ.
Hãy
lễ thứ đoạn trường lao đao.
cầu trấn có cha Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, Đức Phật Mẫu Diêu Trì, cầu trấn Quan Âm Bồ Tát che tay che nạn cho toàn thế giới được bình an, và cầu trên trăm họ nhà nhà cũng hưởng phước hồng ân của cha ban mẹ truyền, và con cầu cho gia đạo con được ngày ngày mạnh khỏe bình an, dồi dào sức khỏe. Và hôm nay con xin ấn tấm lại bộ kinh Long Hoa Hội con gửi cùng cô bác gần xa. Khi nghe được quyển kinh Long Hoa Hội sẽ nhẹ nhàng thân tâm được an lạc, mọi điều phiền não cũng tiêu tan. Chiến đò kỳ chót nước ba Long Hoa Mậu Hội mạng này báo mau, nếu ai chưa tỉnh giấc mơ hãy mau trở lại cung quê mẹ chờ, ráng theo gót ngọc mẹ hiền Long Hoa mở hội kiền thì ngóng trông, chúc cầu cho tất cả vạn dân cùng nhau sánh bước lên thọn kỳ tam. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Nay con xin diện lại sám Long Hoa của Đức Mẹ Diêu Trì, và con xin thành tâm cùng gửi cô bác gần xa. Và hôm nay gia đạo kiến họ Trương họ Nguyễn để ấn tống bộ kinh sám Long Hoa Hội, cầu chúc cho gia đình vạn sự mỹ mãn thành công, làm đâu cũng đắc tài đắc lộc, làm đâu cũng vạn điều may mắn an vui trong sự nghiệp, và cầu cho gia đình được ngày ngày sức khỏe an lành vui tươi hạnh phúc. Chúc tất cả quý ông bà cô bác bà con huynh đệ gần xa, hôm nay tâm thành của gia đình kiến họ Trương cùng họ Nguyễn ở tại Kiên Lương Kiên Giang để ấn tấm bộ kinh này gửi cùng cô bác gần xa. Chúc tất cả mọi người rằm tháng 9 được vạn điều an vui, vạn điều tốt đẹp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.